Có những thứ, không xem quá trình sản xuất của nó một lần, bạn sẽ không bao giờ biết nó đã trải qua những gì. Cảnh tượng trước mắt trông như một trạm thu hồi phế liệu. Thực ra, nó thực sự là nơi thu hồi phế liệu, chỉ là những mảnh kính vỡ này sẽ được tái chế và tái sử dụng ở đây. Tại đây, nơi biến phế liệu thành báu vật. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào một nơi được gọi là nhà máy sản xuất chai nước hoa ở Pakistan. Xem những mảnh vỡ có đủ các mùi khác nhau này. Những mảnh kính vỡ kia được biến thành báu vật như thế nào? Hãy xem. Bước đầu tiên của quy trình sản xuất sẽ là các công nhân dùng tay để sàng lọc và loại bỏ các tạp chất không liên quan. Ngoài ra, đối với một số chai lớn sẽ được bỏ ra ngoài xử lý đập nhỏ đi. Một là tiết kiệm không gian, hai là thuận tiện cho quá trình gia công tiếp theo. Sau khi sàng lọc xong, tiếp theo là cho những mảnh kính vỡ này vào bể ngâm và rửa sạch sâu. Ở quá trình này không có một trở ngại nào, chỉ cần rửa sạch bụi bẩn và tạp chất. Tất cả gói gọn ở trong cái máng lớn. Sau khi qua hai công đoạn xử lý này, kính đã được làm sạch gần như hoàn toàn. Chất thành đống ở đây, đơn giản là làm khô ráo nước bên trong. Và tiếp theo, những mảnh kính đa dạng này sắp trải qua một hành trình biến đổi. So với trình độ sản xuất của các nhà máy công nghiệp lớn, nhà máy này ở Pakistan chắc chắn không thể so sánh được. Nhưng dù là vật liệu hay là quy trình sản xuất, thực ra rất giống với chúng ta những năm trước. Nếu không nhớ nhầm, thời điểm đó, một cái chai có thể bán được 1-2 xu. Còn bây giờ, cho không chắc cũng bị người ta cười cho. Cảnh tượng bận rộn trước mắt này chính là cảnh làm chai thủy tinh quanh lò nung. Ngay đối diện lò nung, công nhân đổ kính vỡ vào cửa nạp liệu này thông qua một cây gậy sắt, đâm vỡ kính, đẩy vào trong lò nung, trông nó giống như lò luyện đơn vậy. Và ở đây quá trình nung chảy được diễn ra. Những người bạn học giỏi môn vật lý đều biết, điểm nóng chảy của kính là 1600 độ C. Nhiệt độ này rất cao, vì vậy quá trình ra nhiệt khá dài. Khoảng chưa đến 1 giờ nung liên tục, thủy tinh tan chảy, sờ vào thì nóng bỏng tay, ăn vào thì nóng bỏng miệng. Lúc này công nhân đưa một thanh sắt vào lò, giống như nhúng kẹo kéo vậy, lấy ra từng chút chút một. Sau khi lấy ra một chút, công nhân lấy nguyên liệu rất thành thạo, không nhiều không ít, chỉ vừa đủ. Công nhân mở khuôn và tạo hình cũng rất nhanh nhẹn, một chai từ đầu đến cuối chỉ mất chưa đến 10 giây, hiệu suất làm việc nhóm khá cao. Những cái chai sau khi thổi xong toàn thân đỏ rực, trông có vẻ rất đẹp. Thực ra chỉ cần chạm rất nhẹ thôi là nóng bỏng tay. Để đây làm nguội khoảng 10 giây, đợi khi thấy màu sắc giảm rõ rệt, có thể thực hiện bước xử lý tiếp theo. Đưa vào lò ra nhiệt lại, thực ra là đang thực hiện quá trình ủ. Mục đích là để chai từ từ hạ xuống nhiệt độ thấp hơn, để loại bỏ ứng suất bên trong, nâng cao độ ổn định, tránh nổ vỡ. Nghe ông thợ lành nghề bên cạnh nói, thời gian ủ nhiệt cần khoảng 1 giờ đồng hồ. Đây là một quãng thời gian không ngắn. Sau khi ủ thì gần như đã xong, người công nhân sẽ lấy chai ra khỏi lò. Mẻ chai này khoảng 5.000 lọ nhỏ, chỉ cần nhìn vào màu sắc, trong suốt lấp lánh, sáng bóng như mới. Nếu không xem toàn bộ quá trình sản xuất, chắc bạn cũng không ngờ, những chai này thực ra được làm từ một số loại, các mảnh thủy tinh phế liệu khác nhau, sau đó đổ nước hoa vào, dán các loại mác nhãn khác nhau lên thân vỏ. Nó vốn là thủy tinh phế liệu không đáng giá, giá trị có lẽ sẽ tăng lên nhiều lần, nó cũng như con người chúng ta vậy. Và qua sự biến đổi này, nó đã hóa thân thành một thứ cao sang mà không ai nhận ra. Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.